Vài năm trước chúng tôi từng có show ở Hà Nội, nhưng tối nay chúng ta sẽ có nhiều tiết mục hơn, các bạn cũng đông hơn rất nhiều, và vì vậy chúng tôi cũng sẽ trình diễn tốt hơn. Chúng tôi vẫn luôn nhận được nhiều tình cảm đến từ Việt Nam, thật là tuyệt vời. Điểm nhấn được mong chờ nhất của The Hit Tours 2024 là phần trình diễn của ba thành viên Kian, Nicky, Shani trong nhóm nhạc Westlife kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Sự trẻ trung trong trang phục, phóng khoáng trong cách trình diễn với những bản hit làm nên tên tuổi của họ đã làm bùng lên sự cuồng nhiệt của 6.000 khán giả. Tất cả cảm xúc của mình là được bùng nổ lúc đó luôn. Gợi lại những bài hát của mình là sống với những kỷ niệm cũng rất là tuyệt vời. Khi mà mình được ở đây, được nghe các anh hát trực tiếp. Mình hâm mộ Westlife từ khi mình học cấp 2, bây giờ mình gần 40 tuổi rồi. Rất là sung sướng, muốn vỡ hòa cùng bài hát My Love. Đấy là bài hát mà từ ngày xưa mình đã rất là thích. Và hôm nay là bài hát kết show rất là cảm xúc, rất là lắng động. Tại đêm diễn, ba thành viên của Westlife cũng lý giải về sự vắng mặt của Mark Feely. Mark đã không thể tham gia chuyến đi này của chúng tôi bởi vì hồi tháng 1, anh ấy đã trải qua một cuộc phẫu thuật. Anh ấy gửi tình yêu của mình đến tất cả các bạn. Anh ấy thực sự xin lỗi vì không thể ở đây. Và tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ sớm thấy chúng tôi quay trở lại cùng Mark. Đó là một lý do tốt để quay trở lại. Đối với chúng tôi, Westlife như một gia đình. Cuộc đời chúng tôi gắn liền với nhóm. Chúng tôi tự hào vì được đại diện cho các bạn fan Ireland, đứng cùng tất cả những fan của Việt Nam đến với concert lần này. Và điều đó thật đáng yêu. Bài hát chúng tôi yêu thích nhất là bài When You Looking Like That và You Raise Me Up. Không chỉ sức hút từ cái tên lớn của nghệ sĩ quốc tế, mà sự đầu tư tổ chức một lần nữa khẳng định Việt Nam ngày càng có nhiều cơ hội để tiếp cận và tổ chức các sự kiện văn hóa, âm nhạc đẳng cấp thế giới. Chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch rất là chi tiết. Về mặt kết cấu của âm thanh, ánh sáng, sân khấu phải là số 1. Chúng ta phải đặt việc tổ chức chuyên nghiệp lên hàng đầu. Từ đó thu hút được tất cả các bạn bè quốc tế. Chúng ta sẽ kích cầu du lịch của Việt Nam. Gần 3 tiếng của đêm diễn đầu tiên Westlife The Hit Tour 2024 đã khép lại, thể hiện sự đẳng cấp, chuyên nghiệp của ban nhạc quốc tế đến với sân khấu Việt Nam. Đồng thời hứa hẹn đêm diễn thứ 2 sẽ bùng nổ hơn nữa.